Chào vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng âm thanh Nam Tết Thì hôm nay em sẽ tháo cái nội thất của con vang Chipart 920 ra cho tất cả các bác tham khảo Tại vì là từ hôm đến giờ cũng rất nhiều bác điện cứ bảo là tháo cho xem cái ruột Thực ra thì mua vang thì các bác không phải là mua cái ruột mà là mua chất âm của vang thôi Nhưng mà nhiều bác cũng cứ thích là tò mò là muốn xem cái nội thất của vang nó như thế nào Thì cái nội thất của cái vang ấy thì nó sẽ đánh giá lên cái chất lượng của cái vang nội thất của nó tốt thì cái vang nó sẽ hay mà nội thất nó kém thì cái vang nó sẽ không thể hay được thì đó là một phần thế còn nếu mà thực sự gọi là à, đi mua cái vang thì các bác đi mua là, là mua thứ nhất là mua về niềm tin mua về cái niềm tin của người bán hàng và mua thứ hai là mua về cái chất âm của cái vang nhưng mà thực ra cái cái nội thất của nó nó nhiều hay ít nó như thế nào thì nó cũng à, không 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 dùng được, chúng ta không dùng được mà chúng ta chỉ dùng được cái chất âm của nó thôi. Thì cũng rất nhiều các bác là muốn là xem là à, cái nội thất của nó như thế nào và nhiều bác cũng thắc mắc rằng là cái vang này không mua không biết là bây giờ tháo nó ra kiểu gì. Thì đây hôm nay em sẽ cho các bác xem cái à, à, nội thất của nó đây. Thì à, đây là cái vang sau khi em tháo ra. Thì các bác lưu ý là cái vang này nhá, một số bác là không biết đằng tháo thì em sẽ chỉ cho các bác. Con này các bác phải tháo từ sau lại nhá. Con này tháo hơi bị lằng nhằng một chút là các bác phải tháo ra ống đít này. ống à, đít ở đây nhá. ống đít này. Ống đít này tháo hết toàn bộ cái mặt đít này ra. Lấy cái đít này mặt này ra, đây, lấy cái mặt đít này ra. Đấy. Lấy cái mặt đít này ra và cuối cùng là chúng ta kéo cái nắp này ra thì chúng ta mới mới lấy được cái nội thất này ra. Đấy. Thế nó không như những cái dòng vàng khác là chúng ta tháo cái nắp trên ra được thì cái nắp trên này nó sử dụng cái cơ, cấu là trượt. này, nó thấy là nó nó làm nó trượt như thế này. nó trượt như thế này chứ nó không có dùng ốc, nó dùng ngàm trượt lắp vào đây và trượt lên phía trước đây, đẩy trượt lên như thế này đấy, như thế này hiểu không? Đấy, nó trượt thành như thế này thì um, đây là cái dòng vàng chip này đó là 920 là một cái dòng vàng phải nói là duy nhất của dòng chip mà có cái màu nó rất là đẹp như thế này màu đỏ đô đặc trưng của dòng vàng này không có cái màu đèn nào mà có cái màu đỏ đô mà thực sự là nếu như mà xa hơn ở trên thị trường thì có lẽ là cũng cực kỳ là hiếm em cũng chưa gặp một bất kỳ một dòng vàng nào khác mà nó có cái màu đỏ đô đẹp như dòng vàng này toàn bộ thân vỏ nó rất là đẹp sơn tính điện được làm bằng nhôm đây, làm bằng nhôm rất là nhẹ các bạn nhẹ cực kỳ luôn cứ giống như thế là, là, là à, gọi là vật liệu trên máy bay ấy. rất là nhẹ cực kỳ là nhẹ nhưng mà lại sang trọng nó không bị uh, dễ xét giống như như là giờ màu sắt sắt thì nó môi trường ẩm thì nó hay dễ xét nhưng nhôm thì không bị à, từ cái nắp sau nó cũng bằng nhôm đây. nhôm hết sơn tính điện cả trong cả ngoài đẹp cực kỳ luôn rất là nhẹ các bác nhá. thì đây để cho các bác không phải chờ nữa thì các bác xem cái nội thất của nó đây. cái nội thất của con vang này rất là đẹp. đấy, rất là đẹp. một trong những cái dòng vàng của dòng chipat mà nội thất là đẹp nhất, hơn hẳn những cái dòng vàng ở đời sau này, thậm chí là hơn cả SISO vì là con này là nội thất của nó là cực kỳ là đẹp rồi. thì con vang này thì nó chạy chip đờ rim như em trước em đã giới thiệu rồi. đây nó chạy một cái chip đờ rim. đây chip đờ rim Đấy, cái chiếc này là chip Dream Thì uh, nó chạy chung chip với cái con là chip 980 Phần mềm của nó thì phần mềm nó sẽ khác tám uh, 980 Tuy nhiên là uh, con này thì uh, là đời đời trước của tám 980 một chút Đấy. Thì à, uh, đời 920 cho đến đời 980 và bắt đầu sang Shisho Thì là chuyển tên thành Shisho rồi Đấy, cho nên mà đời này là đời áp chót nhé, để áp chót đời này là đời chuẩn bị cuối cùng. Cái phần này nguồn của nó này các bác thấy khủng không? Phần nguồn này nguồn con này nó nó khủng luôn nguyên một cái phần nguồn và sang đây cũng là nguồn nhé đấy nguồn ở đây rồi nó mới chia điện sang đây đấy chứ không phải là 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 là, là mình cái này các bác nhé đây và đây là đều là nguồn còn đây là bò vi xử lý ở bên này là cái bò trung hú rồi đấy à, đời sau này thì nó sẽ không không dùng bò trung hú này nó nó sẽ tích hợp luôn ở trong chip luôn dù Shiso hiện nay là cho các bác tháo ra nó sẽ không có bò này đấy bò này đấy coi nhé đấy rất là đẹp luôn các bạn thấy ạ. Đấy, đây là bo trung hú ở đây là cái bò mic, Khu đây là khu tín hiệu ra. Ở đây thì nó sẽ à, sử dụng rất là nhiều các cái con chip à, xử lý từng riêng từng phần một. Đây chip RAM, đây là cái con này con RAM. Ở bên này là chip xử lý tín hiệu vào. Đây một con chip này, chip này là chip bảo mật. Không có không có số các bạn nhá. Đấy. Và đây là một con chip nữa. Đấy các bạn thấy này. Đấy. Thì con này thì uh, nói chung là dòng này thì là tiếng là các bác không phải lo Em bán thì vẫn là bao hay cho các bác rồi Rất là hay Đây, Rất là đẹp đấy, Linh kiện của cái đời này thì nó dùng rất là toàn là bộ linh kiện tốt quá đấy. Toàn bộ như cái công tắc nguồn này, rất là xịn như thế này Chúng ta bấm thực sự là rất là sướng tay Nó có cảm giác là rất là ăn Ăn luôn đấy, Mạch thì rất là sạch đẹp Dòng này chạy thì nó không bị nóng Nè các bác lưu ý nhá. Dòng này nó không bị nóng như những cái dòng à, khác thì là do là dòng này là nó không không cho nên mà không không cần dùng quạt tản nhiệt. Các bác thấy là trong cái máy nó tháo ra hầu như không có chút bụi nào Nó sạch tinh luôn. Đấy không có bất kỳ một con linh kiện nào ở đây mà nó tỏa nhiệt quá nhiều. Ở đây mấy con chip này thực ra nó cũng không 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 nóng cho nên mà nó máy rất là mát. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy linh kiện của nó thế này. Đấy. Đấy, các bác xem này đẹp tuyệt vời luôn thì con vang này thì cửa hàng em đang bán là 1 triệu 8 thôi nhé. 1 triệu 8, một triệu tám thôi nhá một triệu tám con vang rất là đẹp phải nói là không có một con nào có điểm trừ luôn đẹp long lanh đẹp tuyệt vời luôn đấy em thấy rất là đẹp luôn từ con ốc con áo của nó mặt mũi là đẹp cực kỳ luôn à, đẹp nhưng phải hay nè thì mới ok thì con vang này thì các bác biết đấy, dòng chi này thì dòng vang này là đời rất là cao rồi có tích hợp cả cổng optical cho chúng ta là cắm cổng quang ok nhé hai cổng audio ra có cả cổng ra bằng hoa sen và bằng canon luôn đây là canon các bác cắm ở bên này cũng được thì cái này thì em đã làm ví giới thiệu ở trong cái cái video của em rồi có phần mềm luôn các bác mua là có cả phần mềm luôn nhé nói nhắc lại cho bác xem thì bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng em còn bác nào mà muốn giới thiệu sâu hơn về dòng vang này thì các bác xem tiếp video em sẽ sẽ đăng lại cái video giới thiệu cái 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 dòng vang này đấy, cho các bác thì dòng vang này phải nói rất là hay đây là bốn chế độ cải sẵn cho các bác luôn bốn chế độ chọn đấy, đấn một ba bốn kèm theo cái điều khiển cho các bác luôn đấy, các bác mua là có cả điều khiển ngay luôn đấy, xin cảm ơn tất cả các bác nhé xin chào hẹn lại rồi, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng âm thanh nam à, hôm nay cửa hàng em giới thiệu với tất cả các bác một lô vang số phải nói rằng là rất là rực rỡ và rất là đẹp chipat 920 các bác nhá, 920 một dòng vang số phải nói rằng rất là cao cấp đến từ thương hiệu chipat Thì uh, uh, 920 và 980 thì hai đời này nó gần như là tương đương nhau các bác nhá. Thì nó là đời trước và đời sau, phần mềm của nó giao diện và tất cả mọi thứ của hai dòng vang này thì nó uh, uh, khá là giống nhau. Uh, nó chỉ là dòng 920 á, uh, dòng 920 mươi uh, dòng 980 thì nó sẽ nâng cấp lên là nó có 6 cổng ra còn dòng này là 4 cổng ra. Đấy. À, nó chỉ khác nhau một chút một chút về thiết kế như thế thôi chứ còn hai con vang này về chất âm về vi xử lý và phần mềm giao diện của nó thì giống nhau à, nó chỉ khác nhau một chút như thế cho nên mà à, bác nào mà đã dùng những cái dòng vang 980 thì các bác biết rồi dòng vang nó phải nói là một trong những dòng vang số rất là hay à, đời cuối 920 sau đến 980 là đời cuối cùng của chipad và sau đó là chuyển sang siso Đấy. thì uh, con lô vang này uh, đặc trưng của dòng 920 đây là dòng vang phải nói rằng là rất là đẹp thiết kế một cái màu đỏ đỏ đô nó không phải là dòng đỏ kia mà là dòng là dòng đo dòng đỏ của vang ấy rất là đẹp uh, dòng 920 nó có hơn dòng 980 một chút là nó thiết kế về bên ngoài nó đẹp hơn và thân vỏ nó làm uh, gọi là cao cấp hơn chút nữa em sẽ cho các bác xem là tại sao là cái vỏ của dòng này nó cao cấp hơn dòng 980 tí nữa em sẽ quay cận cảnh luôn. Thì lô vang này thì à, à, cũng đặc trưng của chipat là em sẽ tặng bán cho các bác với giá rất là hợp lý một triệu tám thôi, một triệu tám trăm ngàn đồng một cái và bao tặng kèm cho các bác một cái điều khiển như thế này, Đấy, điều khiển luôn, có điều khiển, có phần mềm luôn. À, vàng bao hay, bao đẹp luôn, tất cả vàng rất là đẹp. À, dòng 920 này thì chúng ta sẽ là ít gặp hơn, tại vì là 920 nó hiếm, hiếm hơn dòng 980 980 thì rất là hay gặp nhưng mà 920 này rất là là ít gặp dòng này thì nó có ba cái màn hình đấy ba màn hình các bác nhé một màn hình chính và hai màn hình phụ ở đây à, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái màn hình chính ở đây và hai màn hình phụ để hiển thị đây à, dòng vang này thì nó cũng đặc trưng như của dòng chipat thì nó sẽ là có một cái công tắc nằm ở phía trước rất là tiện không phải thò, thò tay lại phía sau để bật tắt giống như những dòng vang khác đấy. thứ hai là nó sẽ có nút là cài đặt là chỉ bốn chế độ ở đây khi các bác mua thì em mặc định em sẽ chỉnh cho các bác đủ cả bốn chế độ luôn thì mặc định là sẽ như thế này chế độ số 1 em sẽ để cho các bác là sao ạ là chế độ hát tiêu chuẩn bình thường chế độ số 2 dành cho bác nào hát kém hoặc là mới tập hát là chế độ số 2 là chế độ eco chế độ số 3 là chế độ gì vọt dành cho chế bác nào hát chuyên nghiệp hát tốt thì chế độ số 3 và chế độ số 4 là chúng ta sẽ nghe nhạc Đấy, đầy đủ chế 4 chế độ thì sẽ tặng kèm cho các bác một cái điều khiển như thế này điều khiển thì các bác không cần phải ra vặn chúng ta sẽ mở to nhỏ trên điều khiển được luôn to nhỏ bằng bốn cái nút ở đây chọn bốn chế độ bốn chế độ và tắt được cả tiếng luôn ngoài ra cái điều khiển này thì là cái điều khiển là chúng ta sẽ mua ngoài bác nào mà không thích thì chúng ta có thể là về ghép được luôn ghép điều khiển tivi cũng được rất là dễ cái này có phần mềm trên máy tính là chúng ta ghép được thôi nhá vang này thì vừa chỉnh may tay vừa chỉnh máy được cũng rất là dễ thôi chúng ta muốn chỉnh thì chúng ta chỉ cần nhấn nút nguồn nút to này chúng ta nhấn giữ một lúc thì nó sẽ hiện lên cái menu ở bên trong này chúng ta cài đặt thì cài đặt con này cài tay cũng rất là dễ cài máy thì cài dễ hơn đấy cài khi mà chúng ta cài tay á giả sử chúng ta muốn cài phần mic thì chúng ta sẽ ấn nút này chúng ta giữ ấn nhấn là nhấn vào giữ một lúc thì nó sẽ hiện menu của phần mic lên muốn cài phần nhạc thì chúng ta nhấn ở bên này và khi lưu á thì chúng ta sẽ bằng nhấn giữ luôn ví dụ như là lưu cấu hình số 1 thì chúng ta ấn vào số một giữ à, lưu cấu hình số 2 chúng ta ấn vào số 2 giữ à, nói chung là rất là dễ con vang này thì nó nó một cái nữa phải nói rằng là rất là sốt ở đây đó là nó có cổng quang cho các bác luôn này con vang này là có cổng quang đây một cái cổng quang Otico rất là đáng giá à, một cổng à, tín hiệu vào Đấy. ba cổng mic ở phía sau Đấy, ba cổng mic cái này thì nó cắm đầu gì nó cái này thì không ở đây là chúng ta ít dùng không dùng cái này em không dành là cái này là cái gì cả Đấy. Ở đây thì ba ba cổng mic ở đây. Ở con này thì nó nó chỉ có một cổng tín hiệu vào bằng hoa sen chúng ta cắm ở đây và một cổng optical ở đây. Đấy. Các bác cắm cái này và cắm cái này cũng được, hắn tự nhận luôn. Đấy, chúng ta là cắm là nó tự nhận không cần phải chuyển độ giống như những dòng vang khác. Cắm là tự ví dụ cắm cổng quang là nó sẽ nhận cổng quang, cắm cái này là tự nhận đấy. À, một cái điểm cộng của cái dòng vang này nữa thì nó sẽ có là cổng ra bằng canon mà cả bằng hoa sen. Đấy, bác nào mà dùng cắm ấy, thì không phải mua cổng xin đổi nhá cắm luôn ở đây Đấy, cắm đây cũng được cắm đây cũng được và cắm đây cũng được hoặc thậm chí là vừa cắm đây vừa cắm trên này cũng được luôn đấy nó nó, nó hay là cái chỗ đó đấy các bác cắm ở đây cũng được vừa cắm ở đây vừa cắm ở đây giả sử nhà bác nào dùng để bốn kênh ấy. Đấy, chúng ta cắm hai giày đây cắm hai giày đây như nhau luôn đấy, center này center là cắm ở đây cũng được và cắm ở đây cũng được cắm được cùng đồng thời cũng được luôn sấp cũng thế các bác cắm một cái ở đây cắm một cái ở đây cũng được nó giống nhau luôn cắm hai cái một lúc cũng được rất là sướng đấy còn vang này thì uh, nó tiện một cái là đó. cái điểm cộng ấy cái điểm cộng so với chi bát chín là nó có cái cổng rau hoa sen này đấy nó mỗi thiếu một cái cổng uh, cổng sâu rau tuy nhiên là sâu rau thì cái đó không quan trọng tại vì là chúng ta ít dùng các bác chủ yếu là dùng hai cổng này thôi còn cái cổng sâu rau là dùng cho nhờ là nhà nào mà ví dụ như dùng nhiều đẩy thì chúng ta cắm nhiều loa nhiều đẩy thì chúng ta mới cùng dùng đến cổng sâu rau còn cái cái như thế này là chúng ta dùng gia đình thì quá đỉnh nhá đây bây giờ giới thiệu cho các bác tại sao cái con này nó lại à, cao cấp hơn, cái vỏ nó cao cấp hơn. Em nó nói cái vỏ đây nhá. Còn cái ruột thì nó giống. Chip vi xử lý đều là chip Dream cả. Cái cao cấp ở đây là sao ạ? Con vang này nó toàn bộ thân vỏ nó làm bằng nhôm, nó không phải làm bằng sắt, giống như những cái dòng vang khác. Đấy, nó làm bằng nhôm. Cái mặt trên này cũng nhôm này, mặt sau đây cũng nhôm, mặt bên hông này cũng nhôm. Đấy, nó nhôm hết luôn. Mà nó nhôm mà nó không bị dí, không bị xét. Ra xe này, Đấy, cái mặt ít sau này bằng nhôm luôn. Đấy, không bao giờ lo các bác còn là bị dị xét khi quá trình sử dụng Đấy, nó sơn tính điện hết cả mặt trên mặt dưới này Đấy, đấy mặt trên mặt dưới đều sơn tính điện hết đẹp long lanh Đấy, bác nào mua con này thì về để trong nhà này rất là sang đấy cái màu đỏ này là màu đỏ đô có nhé gọi là màu đỏ đô nhé đấy vang này thì vẫn phải bao hay cho các bác rồi tại vì vang này mà không hay thì không còn vang nào hay cả chín hai mươi quá nhá để đời chín là đời rất là cao rồi và cuối cùng nữa thì à sẽ là cả giá bán giá thì nhắc lại giá là một triệu tám một cái giá hôm trước uh, là bên đang nhập lô này khá là cao để là bán cao hơn một chút tuy nhiên là uh, giá thị trường thì nó một triệu tám bán một triệu tám luôn cho các bác tại mùa này này cũng là mùa chậm mà hàng không không về được ạ. hết đấy nhà em là kho hết hàng luôn không còn cái gì cả hết trông hết rác luôn loa ý là cái... bán hết sạch hết ráo luôn đấy không còn gì luôn bí không không có hàng về căng thẳng nói chung là rất là căng luôn âm thanh bây giờ năm nay là không có hàng đói hàng mọi năm là nhà em là đầy hết kho luôn mà năm nay là đói Đấy, có biết rồi cho nên mà vẫn để cái mức giá là một triệu tám là cái giá rất là tốt rồi các bạn nó nên nhớ là các ái năm ta năm năm 80, không có cổng quang bên em đã bán một triệu sáu cái lo này các bác thêm hai cái này các bác thêm 200 trăm ngàn nữa thì có cổng quang luôn à, đời cao cấp hơn đấy. thì đẹp hơn À, 1 triệu 8, bao bao hay cho các bác bao đẹp bao hay bao zin bao xịn rồi không phải nói Đấy. Đấy. tặng kèm cho các bác một cái điều khiển chưa bao gồm phí ship chưa bao gồm dây à, kết nối Đấy. bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng em nhé số điện thoại ngay trên màn hình nhé Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác xin chào